Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Watulit để có cơ hội nhận mua token IDO, token Batata này các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ dành cho 100 bạn có số điểm cao nhất và random cho 900 người may mắn nha các bạn. Thì hiện tại con Batata này nó đang chạy trên 5 nền tảng: Binance Smart Chain, Polkadot, Solana, Ethereum và Cardano các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới bình luận của mình nha các bạn, hoặc là các bạn join vào kênh Telegram group các bạn. Vì những dự án giveaway này thường thường thì YouTube nó không có cho để link nha các bạn. Thì các bạn thông cảm cho mình. Thì các bạn click vào link xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn subscribe nè. Sau khi phần để mình nói chuyện chút nữa. Thì chương trình Watulit này còn 16 ngày nữa sẽ end các bạn. Thì bạn nào trúng được Watulit thì nó sẽ gửi về cho tất cả bạn một cái email các bạn. Nếu bạn nào mà trúng thì bạn nào không biết mua IDO thì có thể liên hệ với mình nha các bạn, hoặc mình có thể thâu mua tài khoản cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào list phần link dưới bình luận mình, các bạn nhấp dòng đầu tiên rồi các bạn nhấp vào cái mục subscribe này các bạn, để nhận 10 điểm các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với bet20 với chocolate của mình nè các bạn. Mình thì xui quá các bạn, không được trúng được kèo nào chứ. Nếu mà trúng là mình mua maximum các bạn. Rồi bạn dán địa chỉ BNB Bet20 mình vào. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi bạn bấm sell nè. Để bạn mở khóa các bạn sẽ nhận được 10 điểm nè. Tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group nè. Thường thường thì những dự án mua IDO thế này thì các bạn may mắn các bạn trúng thì các bạn mình khẳng định với bạn ít từ 10 đến 20 tài sản nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nè. Rồi tiếp tục cho group nè. Thường thường thì những dự án IDO này nó cho các bạn 900 người may mắn và 100 người có bài dự thi cao nha các bạn. Tiếp tục con follow. Bạn theo dõi rồi bạn mới chấp lên nha bạn. Rồi các bạn request nè. Ơi sorry. Các bạn like nè. Các bạn like và các bạn tự quyết nha bạn. Thích nè. Like nè, dẫn tự quyết lên nè. Rồi các bạn bắt đáp lời. Lâu lâu mình cũng thử dẫn may mình cái các bạn ơi. Có được may mắn không? Tiếp tục còn follow tại Twitter nữa tiếp tục nè. Rồi các bạn copy cái hashtag này các bạn. Share với cái hashtag này nè. Sao chép nè, tự quyết nè. Các bạn dán hashtag trên đây nha bạn. Rồi các bạn tweet lên. Rồi bạn bấm continue nè. Rồi tiếp tục các bạn việc lấy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm điểm để tăng cơ hội trúng thưởng nha các bạn. Còn 17 ngày nó kết thúc nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia danh sách qua Watulit để có cơ hội mua IDO token Tether này, đến đây cũng kết thúc các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Nếu bạn nào trúng thì nó sẽ gửi vào có email thông báo cho các bạn nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.